Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn Audio Gia Băng. Trong clip này, em xin giới thiệu đến một số mẫu vàng mini có giá thấp từ vài trăm ngàn thôi là mình đã có thể dùng để nghe nhạc qua chức năng CD hoặc là nghe qua chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính hoặc là mình có thể dùng nghe radio AM, FM. Chất lượng âm thanh vượt ngoài tầm giá, nghe hay hơn nhiều so với những dàn lo vi tính mà các bác mua ngoài thị trường. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là muốn gắn thêm Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Chuyển điện phía trong âm ly thì rất là tiện, mình không có cần lo cắm vào cục đổi nguồn rùm ra hoặc là lấy điện từ ổ áp ra, mà cũng không cần lo là quên cắm vào điện 100V dễ cháy nổ bộ vàng. Chuyển điện phía trong âm ly không hề làm thay đổi tính nguyên bản nguyên zin của bộ vàng nha, và không ảnh hưởng gì tới chất lượng của bộ vàng cả. Các bác chỉ việc cắm vào điện 220 là xài ok, rất là tiện. Còn Bluetooth gắn phía trong âm ly, nó sẽ có giá thành mắc hơn so với các bác gắn Bluetooth phía ngoài. Gắn phía ngoài thì phải dây nhựa gườm gà, phải cắt nguồn cho nó và cái độ nhiệt nó nhiều hơn, bắt sóng không được xa. Nhưng mà Bluetooth gắn phía trong âm ly, chống nhiễu cực kỳ tốt, bắt sóng rất là xa, tín hiệu cho ra chuẩn trong nghe hay và chất lượng nên giá thành nó sẽ đắt hơn. Thì tùy nhu cầu mà mình có thể chọn chuyển điện phía trong âm ly, gắn thêm vào Bluetooth hoặc là mình có thể đầu tư gắn ở phía ngoài để giá thành nó nhỉnh hơn chút xíu nha. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin. Clip em giới thiệu chức năng gì thì mình sẽ nhận hàng y chang ngoại hình và chức năng như vậy. Các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Giá bán và chức năng em sẽ nói trên từng model. Các bác ưng ý model nào, sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác chỉ cần cho địa chỉ là hàng sẽ được ship tận nơi. Các bác có thể chuyển đủ hoặc chuyển cọc đều được. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng bộ vàng để cho mình chọn lựa. Đây là clip vàng mini có giá thành rẻ, phù hợp với nhu cầu nghe làm thay lo vi tính hoặc là nghe radio với giá thành rất là rẻ, hợp túi tiền. Còn nếu các bác có nhu cầu mua những bộ vàng mắc hơn, phân khúc cao hơn thì bên em vẫn có. Giá bộ vàng mini sẽ dao động từ 500.000 cho tới 10 triệu. Tùy nhu cầu, tùy túi tiền, tùy gu và sở thích mà mình có thể chọn được một bộ vàng mini phù hợp và để nghe nhạc trưng bày. Đầu tiên, đây là bộ vàng mini đến từ thương hiệu Fuse, chức năng là CD ok, radio AM FM hoạt động ok, bass của loa là 10 cm, lưới loa ê căng dính liền mình không có tháo được, chiều cao của loa là 24 cm, chiều ngang cả bộ vàng là 44 cm. CD thì nó nằm phía trên như vậy, chỉ cần mình nhấn nút off là mình có thể bỏ đĩa vào rồi. Đọc tốt các loại đĩa. Bây giờ em sẽ test chất lượng CD và radio cho mình tham khảo. Trên âm ly này mình có thể tăng được summer bass siêu chậm. Trời làm cho mưa bay răng răng, dệt thành sâu bàn tay năm ngón màu xa diều anh trong tiếng thở đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi 20 năm ngăn lối rẽ đường về. Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu bàn tay. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. À, chính là nghi thức rước hồn lúa về kho và treo bông lúa trên cây nêu của buôn làng. Radio nghe rất là trong vã, bây giờ em sẽ quay mặt sau của bộ vàng cho các bác tham khảo.
là một trong những tộc người có mặt sớm nhất trên đây là tổng thể mặt sau cả bộ vàng Fuse FX610, công suất Amly là 25W, công suất lo không ghi cho lo. Giá bán của bộ vàng này là 600 ngàn, góc cạnh của lo rất là ok nha. Bây giờ mình sẽ đi vào sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo đây là dàn mini có model là Sanyo M1. Dàn này lỗi CD, mình nghe nhạc qua chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Bắc của lo là 13 cm, chiều cao của lo là 27 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 48 cm. Ngoại hình của bộ dàn còn tương đối khá đẹp, mình có thể chỉnh được lọc âm Aqua Laser, chỉnh tăng Super Bass siêu trầm trên dàn. Và khi các bác chuyển đủ, em sẽ tặng cho mình một cái rơ bát học chỉnh được full chức năng trên vàng. Giá bán chỉ có 750 ngàn. Nghe ào ít cái nói điện thoại radio mà ngoại hình còn tương đối khá đẹp. Các bác xem góc cạnh của lo nè. FM tần số là 90, công suất của Amly là 45W, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, công suất lo là 30W trên cặp lo. Cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo. Có nhu cầu mà gắn Bluetooth hay là chuyển điện thì liên hệ em nha. Bây giờ em sẽ test chất lượng âm thanh cho các bác tham khảo. Bass lên tới 13 cm, chỉnh được lọc âm và Super Bass siêu trầm, nên mình vô tư nghe được nhiều thể loại nhạc. Chất lượng âm thanh hay và chỉnh độ, em còn tặng thêm cái hiển học chỉnh full chức năng. Tại sao ước ca bài ca sầu như ngắm trăng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mấy người chàng ưa nhìn tơ liễu ngày con nấu thơ lòng chưa biết chi mong mơ. Bây giờ mình sẽ đi vào sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo đây là dàn mini model là Sanyo DC-D1. Dàn này full chức năng gồm có CD, ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV máy tính, radio AM/FM và cassette, tất cả đều hoạt động. Bass của lo là 13 cm, chiều cao của lo là 26 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 47 cm. Em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. FM tần số là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Cảm anh tay vào đây để nghe radio AM/FM. Đây là ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV máy tính. Có ngõ optical out, không có optical in. Công suất Amly là 45W, công suất lo là 60W một thùng, 120W trên cặp lo. Công suất lo khá lớn trong phân khúc mini. Bass của lo là 13 cm, góc cạnh của lo. Cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo. Giá bán của bộ dàn này là 900 ngàn, chạy được CD, AUX, radio, cassette. Em đã test nhạc qua chức năng đĩa CD, các bác có thể cọc trước 300 ngàn, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái remote học, tức là cái hiển học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên vàng. Trên Amly này mình có thể chỉnh được tăng Super Bass siêu trầm, chỉnh được lọc âm Aqua Laser. Ở đây nó có 4 chế độ lọc âm và 2 chế độ chỉnh bass. Bây giờ mình cùng nghe nhạc. Ngày đó xa rồi nay chỉ mộng đêm.
ngày xưa. Đêm nay biên nghệ một giá bán chỉ có 900.000 mà có thể nghe lần chân bước ra hồ phiêu thì em đi vào sản phẩm tiếp theo. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời khoan hiu. Là Sanyo DA83. Dàn này lỗi CD, mình nghe nhạc qua chức năng AUX cái máy điện thoại TV máy tính. FM tần số là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Bộ dàn này rất thích hợp để mình nghe radio AFM và kết nối điện thoại cho phòng nhỏ. Đây em để cái găng tay cho mình hình dung kích thước nha, dàn cực kỳ nhỏ gọn, tương đương với kích thước của bộ dàn với to 7 màu á. Chiều cao của lo là 22 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 39 cm, sử dụng tốt cho phòng 15 m². Đây là hàng nội địa chuyển chạy điện 100V, phối lồng đường cắm nhầm 220. Nếu mình nghe radio AM/FM á thì mình cắm anten đi vào đây nha. Công suất của amply là 23W, công suất lo là 16W trên cặp lo. Tổng thể mặt sau của cả bộ dàn, cần xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Còn đây là ngõ ao ít cái nó điện thoại TV máy tính. Giá bán của bộ dàn này là 500.000. Bây giờ mình sẽ đi vào sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo đây là bộ dàn có mã số 4, model là Pioneer C2. Dàn này lõi CD, chức năng MD, hoạt động ok, có ngõ AUX kết nối điện thoại, TV máy tính hoạt động ok. FM của dàn tần số là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Mặt màn hình nó mắc nét nha, mình có thể chỉnh được nhưng mà không có thấy được cái nét ở trên cái màn hình, nên em thanh lý chỉ có 600.000. Thì em bán với giá cặp lo thôi, còn cái amply là xem như tặng cho các bác. Mình đã có một bộ dàn chỉ 600.000 nghe được MD, AUX kết nối điện thoại, radio, AM, FM. Dàn này đánh rất là hay nha, bây giờ em sẽ lớn volume cho các bác nghe chất lượng âm thanh. Đoạn nhạc remix sôi động. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Live Remix. Preparing and initiating bass test. Công suất amply là 30W, công suất lo không ghi trên lo, có
hỗ trợ ngò súp ao để kết nối súp điện rời, tăng dày âm trầm. Tổng thể mặt sau của bộ vàng, giá bán bộ vàng này chỉ có 700.000. Nghe được CD, kết nối điện thoại, radio FM 108. Đây là Kenwood SH3MD. Dàn này full chức năng, gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn có ngò ao, ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM tần số là 90. Chiều cao của lo là 24cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20-30m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100 lên 220W hoặc là gắn Bluetooth và âm ly thì liên hệ em. Tình sao em thì em nói em chung tiền là hư vô. Trên âm ly này mình có thể chỉnh được lót nét để nghe nhạc vàng, ít bass để nghe nhạc remix sôi động. Bộ vàng này âm ly full CD mà đi ao ít có ngõ súp ao. Nhưng mà lo nó xấu rồi nha. Em thanh lý bộ vàng này chỉ có 650.000. Nếu mà các bác muốn bộ vàng mà full như vậy mà lo đẹp thì em có bộ đẹp luôn, giá bán là 1 triệu nha. Còn bộ này lo xấu em thanh lý chỉ có 650.000. Công suất của Amly là 55W, công suất lo là 60W trên cặp lo. Tổng thể mặt sau của cả bộ vàng, chất lượng âm thanh hay như nhau, chỉ khác là cặp lo nó hơi xấu mặt sau, nên em bán thanh lý xem như là bán Amly tặng cặp lo. Rồi bây giờ mình sẽ test chất lượng âm thanh. Em giết đời tôi, tin đốt cháy tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, em ơi em đành lòng xa. Tình nghèo như anh, chung thủy yêu em nhiều. Tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như anh, xin lỗi em không. Giàu tiền như ai, em chấp nhận yêu. Đây là Panasonic BM35MD. Chức năng chính của dàn này là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn hỗ trợ AUX 2 đầu AV ra sắc 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình hay ngắm nhìn chân bằng cái bát lên bộ vàng này, tiếng chép rất là bay và vang. Với giá thành chỉ 800.000, mình đã sở hữu một bộ vàng Pana chất lượng âm thanh hay, CD ok, AUX kết nối điện thoại ok. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ vàng là 45cm. Lo đánh bi quang hai cầu, 4 đường tuyến trắng xanh đỏ đen, đen cho chất lượng âm thanh đều các dãy. Công suất âm ly là 53W, công suất lo là 70W trên cặp lo. Đây góc cạnh tổng thể mặt sau. Giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người tháp cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Thank you.
MD. Chức năng chính dàn này là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía trên màn hình lấp lánh đèn 7 màu rất là đẹp. Đây được gọi là Victor 7 màu, nữ hoàng phòng ngủ, cho chất lượng âm thanh rất là hay. Bộ dàn này về thì cái chén nó bị dính bụi á, nó không được đẹp lắm, nên em thanh lý với giá chỉ còn có 700 ngàn. Thông thường một bộ dàn Victor 7 màu sẽ có giá là 1 triệu, nhưng mà chất lượng âm thanh ok hay, chỉ bị dính bụi chút xíu, mình đã rẻ hơn 300 ngàn so với bình thường. Và khi các bác chỉnh đủ 100%, em còn tặng thêm cho mình một nhẹ dây kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Bát của lo là 10 cm, chiều cao của lo là 22 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Chất lượng âm thanh Victor 7 màu thì đã quá quen thuộc với các bác yêu thích dàn âm thanh nội địa Nhật rồi. Bát rất là chắc và sâu, mình nghe nhạc vàng hay xuất sắc. FM là 108, mình cảm ơn tên vào đây để nghe radio AM FM. Công suất âm ly là 50W. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Đây là ngọn ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Tổng thể mặt sau cả bộ dàn. Cần xem hình ảnh chi tiết vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là muốn gắn thêm Bluetooth vào phía trong âm ly thì liên hệ em. Muốn chiếc CD theo yêu cầu hoặc là muốn mua remote học để chỉnh được Super Bass siêu trầm 2 mức, chỉnh được lọc âm Equalizer thì liên hệ để nhân viên em tư vấn và xếp hàng chung cho mình. Chất lượng âm thanh hay, vượt ngoài tầm giá 700 ngàn thôi, mình đã sở hữu một bộ dàn lấp lánh 7 màu rất là đẹp và chất lượng âm thanh rất là hay, tiếng bass sâu và ấm như vậy rồi. Xin lập lại, kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé tần cùng mang số 70081, tức là 70081. Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, mời bộ phận kỹ thuật quay số. Tiếp theo mình sẽ nghe nhạc qua chức năng ao ít cái nói điện thoại, TV, máy tính. Bên người tình yêu nhỏ bé, ta xa nhau xa tuổi học trò, hỏi người tình ơi giờ con thương nhớ người hôm xưa, đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu giọt mật thành. Radio và chức năng ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính cho các bác tham khảo. Đây là một bộ dàn mà toàn bộ là tiếng Nhật nên em không có thấy được cái hiệu của bộ dàn này nha. Lọt 3 đường tiếng, bát là 10 cm, kích thước vô cùng nhỏ gọn nè. Em để găng tay cho các bác dễ hình dung nha. Chiều cao của lo là 23 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 40 cm, sử dụng tốt cho phòng từ 15 m². Đây là hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, chức năng radio và ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Giá bán của bộ dàn này là 500 ngàn. Khi các bác chuyển đủ, em tặng thêm cho mình một nhợ dây để kết nối điện thoại, TV, máy tính, dây xịn của Nhật nha. Công suất của âm ly là 18W, FM tần số là 108, bắc full Đài Việt Nam. Công suất lo không ghi trên lo, đây là góc cạnh của bộ dàn. Giá bán là 500 ngàn, nghe được ao ít và radio FM 108. Các bác có thể chuyển cọc 300 ngàn hoặc chuyển đủ đem tặng dây kết nối điện thoại, dây xịn của Nhật đều được nha.